Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài mới liên quan đến phần mềm học tập. Đó là bài luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master. Đây là phần mềm nó giúp cho ta gì? Luyện gõ nhanh 10 ngón. Lớp 6 ta cũng đã học qua cái phần cách thức để luyện gõ nhanh 10 ngón nha. Đây là một cái bài hỗ trợ cho phần luyện gõ nhanh cho các em. Trước khi vô bài mới, ta cũng phải ôn lại kiến thức cũ một chút. Thầy có câu hỏi như sau: cách tăng giảm chữ số thập phân. Bài trước ta học rồi đúng chưa? Cách tăng giảm chữ số thập phân. Muốn tăng hay giảm số thập phân ta làm như sau: chọn ô hay là khối ô cần tăng giảm số thập phân, nháy chọn nút tăng hay giảm số thập phân, đây là nút chọn tăng hay giảm số thập phân nha. Đây là cái nút tăng hay giảm số thập phân, bài này đã học rồi. Mấy em nhớ là cái phương pháp làm, bởi vì đây là cái bài mà nó liên quan đến cái phần tính toán của mình sau này rất nhiều ha. Rồi đến câu số 2. Câu số 2 ta ôn về tô màu nền và kẻ đường biên. Tô màu nền thì ta có các bước sau đây. Thứ nhất là chọn ô hoặc khối ô cần định dạng, tức là cần tô màu đó. Bước 2 là mấy em nháy vào mũi tên bên phải của nút Fill Color. Cái hình cái thùng sơn á, nhớ chưa? Là bung ra mấy em sẽ thấy có rất nhiều màu và mình chọn màu theo yêu cầu hoặc là màu mình thích. Rồi ta chọn màu thích hợp. Ta thực hiện đúng 3 bước đó là nó sẽ ra. Phần này thì nói chung trong quá trình thực hành mấy em cũng dễ nha. Còn phần kẻ đường biên. Để kẻ đường biên thì mấy em lưu ý là ta gì? Ta có bước 1 cũng giống vậy. Chọn các ô cần kẻ đường biên. Bước 2 là ta gì? Nháy mũi tên vào cái nút lệnh Border. Nút này, nút Border này nó sẽ có những cái hình cho mình thấy là kẻ dọc, kẻ ngang, kẻ viền xung quanh hoặc là kẻ tất cả nha. Rồi ta chọn cái kiểu thích hợp là mấy em sẽ kẻ được đường biên. Như vậy cái tô màu và kẻ đường biên ta sẽ sử dụng thường xuyên. Ta sẽ sử dụng thường xuyên trong quá trình mấy em thực hành. Để gì ta làm cho cái màu nền đó nổi bật hơn. Cho người xem người ta gì, ta chú ý đến cái màu nền, cái phần mà mình tô màu nền đó. Ví dụ như điểm trung bình các em cho tô màu nền nó lên. Còn kẻ đường biên nó giúp cho gì, dữ liệu nó được nằm từng ô, từng cột. Để người ta dễ so sánh, người ta dễ kiểm dò, đúng chưa? Người ta đọc cái tên đó, người ta dò sang là biết được điểm trung bình, điểm từng môn. Chứ nếu mà em không kẻ đường biên thì rất khó để mà người ta kiểm tra một cái dữ liệu nào đó. Đó là hai cái câu liên quan đến cái bài định dạng mà ta học ở tí trước. Rồi bây giờ ta sẽ qua bài mới. Đó là bài luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master. Đây là một cái phần mềm. Phần mềm này nó được sử dụng để mà luyện nhanh thông qua một số cái phần học và các trò chơi nha. Em lưu ý nó có 4 nội dung để ta tìm hiểu. Thứ nhất là thầy sẽ giới thiệu phần mềm này. Thứ hai là gì, hướng dẫn các em cách khởi động phần mềm. Thứ ba là hướng dẫn các em luyện tập. Và thứ tư là ta gì, ta luyện tập thử qua các trò chơi nha. Rồi bây giờ ta gì, ta qua phần số 1, giới thiệu phần mềm. Phần mềm Typing Master nó có cái biểu tượng giống như ở trên hình. Sau khi mấy em cài đặt xong nó sẽ có cái biểu tượng này nha, có biểu tượng này. Và mấy em sẽ thực hiện gì, nháy đít chuột vào biểu tượng này để ta mở cái phần mềm đó ra. Typing Master là phần mềm dùng để luyện gõ phím nhanh thông qua các bài học.
bài kiểm tra và các trò chơi hấp dẫn. Như vậy nó có hai phần, phần là gì? Thông qua các bài học, bài kiểm tra và thông qua các trò chơi. Bằng cách chơi máy tính, ta sẽ luyện kỹ năng gõ phím nhanh bằng 10 ngón. Cái phần luyện gõ nhanh 10 ngón thì chương trình học kỳ 2 lớp 6 ta đã có học rồi, đúng chưa? Lát thầy sẽ hệ thống lại cái phần đó để ta nhớ. Rồi cách cài đặt. Ở đây thầy hướng dẫn cho ta cách cài đặt phần mềm này. Tại vì thường thường cái phần mềm này ta phải cài về máy thì nó mới có, chứ không phải tự nhiên nó có nha. Bước 1, mấy em mở Google. Mấy em nhập cái tên Typing Master lên trên thanh tìm kiếm đó. Mấy em có thể mở cốc cốc cũng được nha. Sau đó mấy em download, tức là mấy em tải nó xuống nha. Mấy em mở ra, nhập cái tên Typing Master lên trên thanh tìm kiếm đó, rồi mấy em tải nó xuống. Bước 2, mấy em mở thư mục chứa cái file cài đặt Typing Master. Khi mấy em tải xuống xong, nó sẽ có cái nguyên cái file đó, nguyên cái file trong đó nó có nhiều phần trong đó nha. Mấy em mở cái file nó ra, mấy em sẽ gì cài đặt, mở cái file đó ra. Sau đó bước 3 này mấy em ơi, đây là cái phần mềm mà khi ta download về mấy em thấy nó này. Đây cái phần mà thầy thấy đúng chưa, mở ra nó sẽ thấy cái hình biểu tượng nó đây. Rồi mấy em nháy vào mấy em nháy vào bước 3, mấy em nháy vô. Mấy em nháy vô, mấy em cứ việc gì nháy vào biểu tượng đó. Rồi mấy em gì bấm Next nha, mấy em chọn Next. Bước 3 là ta nháy đúp chuột vào biểu tượng đó. Nó sẽ xuất hiện cái bảng này. Và cái bảng này nó có chữ Next, mấy em cứ bấm chữ Next. Next là để tiếp tục đó nha, bấm vô cái chữ Next này đây. Đây cái chữ mà Next thầy khoanh đỏ dưới đây nha, mấy em bấm vô đây. Nó sẽ cài đặt. Rồi cứ để nó cài đặt. Bước 5 nó sẽ xuất hiện ra cái bảng. Và mấy em gì nháy chọn vô I accept the agreement, có nghĩa là tôi đồng ý với cái cài đặt này đó. Rồi cứ Next, bấm Next tiếp nha. Bước 6, mấy em chọn Start Install. Rồi bấm Next tiếp. Mấy em cứ việc bấm Next là nó sẽ cài xuống nha. Bước 7, và mấy em chọn Yes I want to, nó là nó hỏi mình có gì, có muốn cài đặt nó, đặt nó lên, đặt cái biểu tượng nó lên trên màn hình hay không á. Mấy em cứ chọn Next, Next là nó sẽ tự động nó có cái biểu tượng lên màn hình để mấy em khỏi tìm kiếm nữa. Mấy em chỉ cần thấy biểu tượng đó mấy em nháy vô và mấy em sử dụng thôi nha. Rồi bước 8 là ta chọn gì, Install, và cứ chờ nó cài đặt nha. Install tức là gì, đồng ý cài đặt rồi đó, nó cứ việc cài rồi ta chờ thôi. Và nó cài rất nhanh nha, nó cài rất nhanh. Sau đó mấy em nhìn vô thấy có chữ finish. Finish là chữ hoàn thành, đúng chưa? Đây chữ sau khi cài xong thì nó sẽ xuất hiện cái chữ finish này đây nha. Tại vì Master nó có nhiều phiên bản, trong đó gì nó sử dụng phiên bản 10 trở lên thì nó đẹp hơn nha. Bây giờ nó có tới phiên bản mười mấy rồi, cho nên mấy em gì sử dụng phiên bản 10 là mấy em xài tốt. Đây sau khi ta cài đặt xong nó có chữ finish là hoàn thành đó. Như vậy là cách cài đặt chương trình đã xong nha. Thầy nhắc lại cái phương pháp cài đặt cho ta lần nữa nha. Rồi bước 1, mấy em mở Google, nhập tên Typing Master lên trên thanh tìm kiếm. Sau đó mấy em tải nó xuống nha, chọn một cái đường link tải nó xuống. Sau khi tải xong thì mấy em thấy nó nằm ở trong cái mục download của mình đây nha. Đây chứa cái file đây. Đây cái file mà thầy đang khoanh cái màu đỏ đây, ta thấy nó có cái file này. Đó là xong bước 2. Bước 3 mấy em gì, bước 3 mấy em nháy đúp chuột vào cái biểu tượng mà lúc nãy thầy chỉ đó. Rồi mấy em cứ việc bấm Next ha, nó có cái biểu tượng Typing Master trong đó, ta bấm Next. Để chờ bấm Next để tiếp tục cài đặt. Đây bấm vô chữ Next này. Bước 5, chọn gì
Escape the element. Rồi cứ bấm Next, Next nha. Bước 6 chọn Stada Intron. Rồi tiếp tục bấm Next. Bước 7 chọn Yes I want to gì đó nha. Tiếp tục bấm Next. Bước 8 chọn Intron để cài đặt Tailwind Master. Rồi đến cái nước cuối cùng là Finish, là ta đã cài xong. Lúc này cái biểu tượng gì Tailwind Master nó đã nằm ở trên màn hình của mấy em rồi nha, nằm trên màn hình mấy em rồi ha. Cái chữ Finish này hoàn thành là nó sẽ nằm lên trên màn hình. Rồi bây giờ gì, lưu ý khi cài đặt biểu tượng sẽ xuất hiện lên trên desktop. Desktop là màn hình của mình đó nha, nó sẽ xuất hiện trên đó rồi. Đây bây giờ đến cái bước khởi động phần mềm nha. Phần cài đặt thầy đã hướng dẫn rồi, thầy giới thiệu rồi, thầy hướng dẫn cho ta cách cài đặt rồi. Bây giờ ta khởi động. Đây mấy em nháy đứt chuột vào cái biểu tượng nó nằm ở trên màn hình. Sau khi ta cài xong nó nằm trên màn hình, nháy đứt chuột vào biểu tượng này nó sẽ mở ra cho ta nha. Mấy em cứ nháy đứt chuột vào trong biểu tượng này, nó ở lên trên màn hình rồi. Nó sẽ xuất hiện cái màn hình như sau. Khi mấy em nháy đứt chuột nó sẽ xuất hiện màn hình như sau. Và ở cái màn hình này là nó có cái hàng chữ gì, Welcome to Tailwind Master. Enter your name, tức là nhập cái tên của mình vô nha. Mình sẽ nhập cái tên của mình vô đây. Mấy em nhập cái tên mình vô để mấy em gì thực hiện trò chơi. Khi đó nó sẽ báo điểm lên cái tên, cái trò chơi của mình, phần học của mình nó sẽ báo điểm lên trên đó, bao số điểm mình đạt được. Rồi mấy em bấm gì, Enter, nhớ chọn một tên gõ mới vào đây, chọn tên mới vào đây nha. Rồi sau đó gì, bấm vô Enter nha. Mấy em bấm vô Enter nó mới sẽ gì, nó sẽ mở cái phần mềm này ra nha. Đây, khởi động phần mềm. Để khởi động phần mềm ta thực hiện các bước sau đây nha. Đây là phần lý thuyết ta phải nắm. Bước 1 là chọn tên mình trong danh sách hoặc gõ tên mới vào Enter your name. Thường mấy em phải gõ tên mới mình vô. Bước 2 nháy chọn nút Enter để chuyển sang cửa sổ thế tiếp. Bước 3 nháy chuột vào Student, là Student là các bài học. Tại màn hình ta có thể thực hiện gõ từ cơ bản đến nâng cao. Mấy em gõ từ cơ bản đến nâng cao bằng cách chơi các trò chơi, luyện gõ kỹ năng bàn phím, rồi thực hiện các bài kiểm tra tổng thể kỹ năng gõ bàn phím nhanh và chính xác. Như vậy ở cái phần gì Student này nó có các bài luyện gõ, và mấy em có thể thực hiện luyện gõ từ cơ bản đến nâng cao bằng cách chơi các trò chơi nữa mà luyện gõ kỹ năng cao hơn, thực hiện bài kiểm tra tổng thể khi gõ bàn phím nha. Nhắc lại, để khởi động phần mềm mấy em chỉ việc nháy đứt chuột vào đó là nhập tên của mấy em vô, nháy nhấn Enter. Rồi bước 3 qua chọn Student, Student là mấy em sẽ học luyện gõ nha. Còn lát thầy sẽ hướng dẫn cho ta gì chọn các trò chơi nữa nha. Rồi luyện gõ bằng 10 ngón, mấy em phải nháy chuột vào gì Student. Đây Student nha. Student là bài học, nó nằm ở chỗ này đây nha, cái chỗ mà thầy phần đỏ đây là cái phần bài học. Xích xích xuống dưới gì hai ba hàng mấy em thấy cái chữ game, đó là các trò chơi, là thầy sẽ nói đến nó nha. Nháy chuột chọn vào Student để ta luyện gõ bằng phím. Nháy vào đây thì nó sẽ có xuất hiện chữ gì, Start Now, đúng chưa? Phần mềm Vector ta lưu ý nó có hai phần luyện tập. Ở phần mềm này nó có hai phần luyện tập. Phần thứ nhất là phần Tut Typing Course, là phần cơ bản nha. Tut Typing Course là phần cơ bản. Speed Building Course là phần nâng cao. Đây mấy em thấy là khi mấy em nháy vô trong cái chỗ gì Student, nó bên tay trái mình nó có hai, nó bung ra cái bảng đây. Trên cái bảng này thì em mình thấy hai phần. Phần ở trên là phần gì, Tut Typing Course là phần cơ bản. Bên dưới nó có phần gì, Speed Building Course là phần nâng cao. Như vậy khi ta luyện cái phần cơ bản này trước,
mấy em bấm vô Start Now để ta chạy thử cái phần cơ bản này. Rồi khi mấy em chọn xuống cái phần Switch Building Count thì em sẽ gì nó sẽ bung ra có cái chữ Start Now là bắt đầu ngay bây giờ đó, thì mấy em sẽ gì chạy cái phần nâng cao. Như vậy gì ta quan Student, mấy em chọn phần cơ bản trước nha, mấy em thử đi rồi mấy em mới chọn qua phần nâng cao để ta luyện gõ. Đây là gì bài học luyện gõ phím. Lớp 6 ta luyện gõ gì cách luyện gõ 10 ngón rồi, đúng chưa? Đây là phần mềm nó hỗ trợ tiếp, nó tiếp tục theo cái phần luyện gõ 10 ngón ở cái phần lớp 6 đó. Cho nên mấy em gì lưu ý cái phần này nha, phần Student này ta nhớ là gì ta phải luyện gõ, được chưa? Rồi phần này nó gồm có tới ta chọn cái phần Start Now là bắt đầu rồi thì nó rồi đúng không? Bây giờ ta phải nhớ là nó có 12 bài. Phần cơ bản nó có tới 12 bài để ta luyện. Còn phần nâng cao nó gồm có 6 bài để ta luyện. Nha, phần cơ bản nó có 12 bài để ta luyện. À đây là phần mềm nó chơi cũng lý thú. Nha, mấy em luyện gõ thử cái phần mềm này. Ta mới thấy được là gì cách gõ phím của mình nó sẽ phát triển rất tốt nha, mấy em thử về nhớ thử cái thực hành cái phần này. Rồi bây giờ luyện gõ phím bằng trò chơi. Ở trong cái phím trò chơi là mấy em nháy chọn game, hồi nãy thầy có nói rồi đúng chưa, nháy chọn game để luyện gõ trò chơi để ta luyện gõ 10 ngón đó. Trong Tabi Master này nó có 4 trò chơi để rèn luyện kỹ năng phím nhanh và chính xác, có 4 trò chơi nha mấy em lưu ý. Để bắt đầu một trò chơi ta phải chọn trò chơi, sau đó mấy em mới nháy nút Start để bắt đầu nha. Chọn trò chơi và nháy nút Start để bắt đầu. Nó có 4 trò chơi như sau. Trò chơi thứ nhất là trò chơi Bubbles, là trò chơi bong bóng nha. Trò chơi Bubbles là trò chơi bong bóng. Đây là những cái quả bóng nó sẽ mang cái chữ cái. Mấy em bấm đúng chữ cái đó thì quả bóng nó vỡ. Còn ta bấm sai thì quả bóng nó tiếp tục trôi lên rồi nó biến mất. Và sau 6 lần mà ta bấm gì ta không kịp đó, 6 quả bóng trôi mất là ta thua. Cái thứ hai là trò chơi về bảng chữ cái. Các chữ cái ABC gì đó nó sẽ gì xếp lần lượt đó. Và mấy em phải bấm nhanh. Bấm nhanh tới đâu thì chữ cái, đúng chữ cái nó sẽ mất dần và ra đúng thứ tự nha. Trong thời hạn quy định mà ta không về không bấm kịp thì ta cũng bị thua. Thứ ba là trò chơi đám mây. Những cái đám mây này nó mang gì chữ cái, cũng có thể nó mang một chữ từ nha, nó có thể mang một từ, mang nhiều từ. Nó bay lên. Mấy em phải nhập đúng chính xác những cái từ chứa trên cái đám mây đó thì đám mây nó tan. Còn nếu ta gì ta bấm không kịp hay là ta bấm sai thì nó tiếp tục nó bay lên và nó biến mất. Và như vậy nó bay lên, nó qua khỏi màn hình, nó biến mất. Và nó cũng gì cho phép ta được sai 6 lần. Sai hơn nữa là nó ta bị thua nha. Chỉ có 6 lần không được tới 6 lần. Như vậy thì mấy em chơi phải gõ nhanh. Ban đầu ta làm không kịp nhưng mà sau đó mấy em tập, mấy em sẽ gõ nhanh hơn thì mấy em sẽ thắng được trò chơi này. Còn trò chơi gì gõ từ nhanh, trò chơi thứ tư là trò chơi tương đối khó. Đây là trò chơi mà nó có chứa một cái thanh, nó chứa một cái thùng hình chữ O. Các thanh nó rơi xuống cái thùng đó và trên cái thanh đó nó chứa chữ. Mấy em phải gõ đúng chữ đó thì thanh đó biến mất. Còn nếu ta gõ sai hoặc là gõ không đúng, thanh nó tiếp tục rơi xuống cái thùng đó và nó chồng lên tới miệng là ta bị thua nha. Và càng về sau ta lưu ý là các trò chơi này càng về sau thì nó chạy càng nhanh. Nó đang thử thách ta mà nó đang chạy càng nhanh hơn, cho nên là gì? Ta chơi với máy là ta luyện, khi đó tốc độ gõ ta càng nhanh hơn là lý do đó. Rồi, 4 trò chơi thầy lần lượt giới thiệu cho ta trên màn hình như sau. Mấy em coi đây, thứ nhất là trò chơi Bubble là trò chơi bong bóng. Thứ hai là trò chơi bảng chữ cái ABC đó nha, trò chơi bảng chữ cái. Thứ ba là trò chơi đám mây. Trò chơi đám mây, các đám mây mang từ, mang chữ, ta phải gõ đúng. Thứ
Thứ tư là trò chơi gõ chữ nhanh. Được chưa? Gõ chữ nhanh. Và mấy em bấm vô chữ star, tức là ta bắt đầu với trò chơi đó. Lưu ý ha. Bấm vào star là bắt đầu với trò chơi đó. Trò chơi này cũng hay, cũng thú vị lắm. Nếu có thời gian mà thực hành, thầy sẽ cho ta thử mấy trò chơi này. Mấy em thấy nó rất là hay, nó giúp cho ta luyện gõ rất là nhanh ha. Rồi bây giờ thầy vô cụ thể cái trò chơi bong bóng cho ta dễ nhìn, ta hình dung ra được đây. Một dãy các chữ cái xuất hiện trong bọt bóng ở nhiều vị trí khác nhau. Nếu gõ chính xác chữ ở trên đó thì chúng sẽ mất đi nha. Trò chơi kết thúc khi ta bỏ qua 6 chữ cái, có nghĩa là mấy em gì gõ không kịp 6 cái bong bóng đó nó bay ra khỏi màn hình, tức là ta bị thua nha. Chú ý là mấy em có thể dùng tổ hợp phím shift chữ cái viết hoa để viết hoa chữ đó, đè phím shift xuống ta gõ chữ cái đó là chữ hoa, vì nó xuất hiện chữ hoa mấy em phải gõ chữ hoa, nó xuất hiện chữ thường mấy em gõ chữ thường nha. Các chữ cái có màu thường chuyển động nhanh hơn, như vậy cần phải gõ các chữ này trước. Nó sẽ có cái màu khác hơn những chữ khác. Nó chạy lên ta phải gõ nó trước nha, bởi vì nó chuyển động nhanh hơn mấy thằng kia. Đây. Đây mấy em thấy cái màn hình, khi mấy em bấm vô star nó sẽ chạy cái màn hình này ra, trên mỗi cái bóng tròn này nó sẽ có xuất hiện chữ cái. Ở đây nó có hai chữ màu khác, đó là chữ K và chữ H. Ta phải gõ trước hai chữ này, bởi vì nó chạy nhanh hơn. Nếu mấy em gõ chậm quá thằng này nó sẽ cho ra khỏi màn hình. Rồi ta cứ gõ lần lượt các chữ W, chữ T này ha, chữ T ha, chữ B, X gì đó, nó sẽ mất. Như vậy là nó sẽ luyện cho mấy em gõ rất nhanh, mắt nhìn và tay mình gõ. Như vậy nếu ta luyện gõ được 10 ngón thì mấy em sẽ gõ được rất nhanh cái phần này, bởi vì nó không cần phải nhìn xuống bàn phím nữa. Ta đặt tay đúng chỗ ta có thể gõ được nhanh những cái từ này. Thì chơi là đó là trò chơi bong bóng. Và gì chỗ này nó sẽ cho ta các bậc khí chứa chữ cái đây. Bậc khí chứa chữ cái. Rồi chỗ này là điểm của mấy em nè. Mấy em nhập đúng là điểm nó sẽ chạy lên chỗ này nha. Rồi nếu mà chữ bỏ qua thì nó sẽ báo ta chỗ này là chữ gì, misses, tức là gì, chữ bị bỏ qua, bị trôi ra khỏi màn hình rồi, ta gõ không kịp đó. Như vậy ở đây nó chỉ cho ta nếu ta bị 6 cái chữ mà trôi ra khỏi màn hình, chữ này trôi ra nó sẽ nổi lên màu đỏ nha. Trôi ra nó sẽ gì, nó sẽ báo ta bị thua nha. Và để kết thúc trò chơi này thì mấy em nhấn vô chữ cancel nha. Mấy em nhấn chữ cancel là nó sẽ mất, kết thúc trò chơi. Được chưa? Thì nhắc lại trò chơi này là gì, các bọt khí chứa chữ cái, mấy em có nhiệm vụ là gõ đúng vào chữ cái. Và lưu ý, những chữ cái mang màu khác nhau thì nó sẽ chạy nhanh hơn, cho nên ta cần gõ trước. Ở đây mấy em nhìn góc trái nó sẽ cho ta thấy điểm số của nó. Còn gì, những cái lần bỏ qua nó sẽ nằm ở chỗ gì, misses này đây, nó sẽ cho ta thấy là gì, ta bỏ qua bao nhiêu lần. Và nếu 6 lần là nó sẽ báo ta thua nha. Đó là trò chơi ở Bubble, trò chơi bong bóng. Rồi bây giờ trò chơi chữ cái, bảng chữ cái ABC. Một dãy chữ cái sẽ xuất hiện theo thứ tự trong một vòng tròn. Em cần gõ chính xác các chữ cái trên vòng tròn này theo đúng thứ tự. Đây, cái bảng chữ cái nó ra như này. Và gì, mấy em thấy là gì, ở đây nó cho ta gì, các dãy chữ cái xuất hiện theo thứ tự ABC, và nhiệm vụ của mình phải gõ thật nhanh. Thời gian nó cho ta là 5 phút thôi. Cho nên là mấy em phải gõ hết cái này nha, mấy em phải gõ hết cái này trong thời gian đó thì ta sẽ thắng. Và khi ta thắng thì ta sẽ qua được dòng kế tiếp. Đây là gì? Đây là cái cách mà giúp cho ta nhớ được thứ tự các chữ cái ở trên gì, bàn phím. Nếu em nhớ được thứ tự chữ cái trên bàn phím, mấy em gõ rất nhanh, kịp nó. Còn ta không nhớ, lúc đó ta phải đi tìm. Mấy em phải đi tìm từng chữ cái thì mấy em sẽ gõ không kịp. Cho nên ta phải nhớ các vị trí chữ cái nằm ở trên bàn phím. Ta gõ rất nhanh
nha, đây là bảng chữ cái ABC. Và bên gì? Bên cái góc này. Bên cái góc này mấy em thấy gì? Mấy em mới thấy là gì? Cũng là điểm số của ta đây, score, điểm số đây. Mấy em nhập đúng bao nhiêu cái thì điểm số nó sẽ tự chạy lên đây. Nha. Và thời gian để trò chơi nó nằm ở chỗ này, thời gian nó đếm ngược. Thời gian đếm ngược cho nên là nếu mấy em về trong vòng 5 phút mà mấy em gõ không hết cái này là ta bị thua. Nha, và càng về sau mấy em nhớ là gì? Càng về sau các chữ của nó ta có cảm giác như là nó chạy nhanh hơn. Ha, thời gian nó sẽ nhanh hơn cho nên là mấy em lưu ý chỗ đó. Bấm vào cancel để ta kết thúc trò chơi. Nha. Mấy em có thể gì thắng mấy em qua chữ net để mấy em qua trò chơi kế tiếp. Được chưa? Đó là trò chơi bảng chữ cái. Thầy giới thiệu hai trò chơi rồi đúng chưa? Rồi trò chơi thứ ba là trò chơi đám mây. Ở trò chơi này thì nó cũng giống giống trò chơi bong bóng, có nghĩa là những đám mây nó bay lên. Nó chứa cái chữ trong đó, chứa từ trong đó nha. Nhiệm vụ của em phải nhập đúng. Có thể là dùng cái phím Enter hay phím phím Space để ta di chuyển sang đám mây kế tiếp. Dùng đám mây, dùng cái phím gì Backspace là cái phím bên góc phải của ta có mũi tên ngược lại đó, để quay về đám mây trước đó. Có nghĩa là mấy em có thể chọn đám mây nào đó mấy em gõ trước nha, mấy em chọn đám mây để gõ, cho nên là gì ta có thể luyện gõ thứ tự nó cho nó nhanh. Dùng phím Enter hoặc phím Space để ta di chuyển đám mây kế tiếp, và dùng phím Backspace để ta trở lại đám mây trước đó. Đó là trò chơi đám mây. Cái cách làm, cái cách chơi nó cũng giống giống như là trò chơi gì bong bóng thôi nha. Cái trò chơi này tương đối dễ thôi, với mấy em cũng nhập được các từ đó thôi, chứ không có gì hết, nhập đúng thì nó mất. Rồi trò chơi gì, cái khung hình chữ U cho phép ta chứa được 6 thanh chữ. Cũng 6 thanh thôi nha. Mấy em gõ nhanh chính xác thì thanh trên đó biến mất. Còn nếu ta gõ sai thì nó rơi xuống cái thùng đó. Nó rơi qua cái miệng, nó rơi xuống đủ 6 thanh, nó đầy tới cái thùng là ta thua nha. Đây, đây là cái thanh. Rồi mấy em lưu ý cái thanh này nó chứa cái chữ, chứa các chữ cái trên này. Nhiệm vụ mấy em phải gõ đúng chữ cái này thì nó mất. Nếu mấy em gõ sai chữ cái thì nó tiếp tục rơi xuống, rơi vô tới thùng này, chất lên đủ 6 thanh là ta bị thua. Như vậy nó cũng cho phép ta được gõ sai không tới 6 thanh nha. Gõ sai ít hơn 6 thanh thì ta tiếp tục trò chơi, mà mấy em gõ sai là nó đủ 6 thanh, nó chồng lên đầy tới cái miệng thùng này là ta không chơi được nữa. Tuy nhiên mấy em lưu ý là càng về sau thì nó chơi càng nhanh hơn nha. Càng về sau nó chơi càng nhanh hơn, như vậy càng về sau nó sẽ làm cho ta phải gõ nhanh hơn, luyện nhanh hơn, và chính như vậy mà nó làm cho ta luyện gõ nhanh. Đây là phần mềm nó giúp cho ta luyện gõ nhanh, đúng chưa? Rồi bây giờ thầy thử mở một cái phần mềm để cho mấy em coi cụ thể cái phần mềm này nha. Thử cái phần mềm này xem nó chạy như thế nào. Đây, phần mềm khi mở ra mấy em thấy này nha. Thầy gõ cái tên vô đây, ví dụ thầy gõ tên, mấy em có thể chọn trước đó người ta có gõ tên rồi. Bấm vô Enter. Đây, bấm vô Enter, mấy em thấy bên góc phải này nó có cái chữ Student là phần học tập. Trong Student này thì mấy em lưu ý là đây là cái phần cơ bản, nó có tới 12 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến 12. 12 phần cơ bản. Được chưa? Còn xuống đây nếu mấy em muốn đổi cái phần Lesson 2 là bấm vô Lesson 2 thì nó có 6 phần nâng cao. Được chưa? Phần cơ bản. Được chưa? Bắt đầu ta thử nha, ta thử cái phần này. Phần này nó có gì 5 1 đến 5 phần để ta thực hiện đây. Ví dụ thì bấm vô net đây. Đây, nó cho ta gì gõ. Thấy chưa? Nó cho ta gõ những cái từ như thế này. Đó là từng phần để ta thực hiện.
Đây là cái phần gì? Nâng cao, cái phần nâng cao này, mỗi cái bài này là nó có 12 lesson. Mấy em chọn lesson thứ nhất. Trong lesson thứ nhất này nó có, lesson thứ nhất này nó có 7 phần nha. Lesson thứ nhất này có 7 phần và thời gian để hoàn thành cái lesson này là 5 phút. Đây. Cách gõ phím nha. Đây. Đầu tiên là nó hướng dẫn cho ta cách gõ chữ E, chữ Y, chữ K. Bằng ngón tay giữa. Được chưa? Rồi cái phần này. Đây, phần này nó yêu cầu ta gõ đây. Ngón tay ta gì? Đặt ở chỗ nào? Nha, ngón tay ta đặt ở chỗ nào? Mấy em gõ theo cái hướng dẫn của nó nha. Cái này cái bài nó hướng dẫn ta gõ thôi. Đây. Đây ngón tay nè, cái chỉ màu ở đây là mấy em gõ màu theo ngón tay này. Mấy em gõ đúng thì mấy em quấn nét tiếp qua phần kế tiếp. Đây màu xanh lá cây là gõ chữ giờ nè. Bên đây gì màu xanh lá cây là gõ chữ K nè. Màu xanh dương là gõ chữ A. Ngón út màu xanh dương là gõ dấu chấm phẩy này đây. Nha. Có nghĩa là cái tay ta gõ theo cái vị trí màu ở trên bàn phím này. Đơn giản vậy thôi nha. Phần cơ bản đơn giản vậy thôi. Rồi ví dụ đến phần 1.6 phần cơ bản này. Đây mấy em mình thấy đây. Cái ngón út nó gõ chữ A. A, S. Đúng chưa? A, S, A, S. Chứ như vậy ta gõ. Rồi. Cái phần này là nó dùng gì? Cái ngón út này nó gõ hai cái phím. Phím backspace và phím gì? Enter. Là dùng gõ ngón út này đây. Nó chỉ cho ta cái cách gõ. Nha, nó chỉ cho ta cách gõ. Rồi nên mấy em lưu ý đây. Đây, yêu cầu cách gõ đây. ASD, nãy cái màu nó chỉ là cái màu nào ta nhớ rồi. Ta chỉ chữ A, chữ S, chữ D. ADD. Ha. Thì chữ A là vị trí ngón nào, chữ giờ vị trí ngón nào ở các bài trước ta, ở trước cái phần trước có rồi. Còn Enter, nút Enter là ta dùng ngón út bên tay, tay phải. Đó là cái phương pháp gõ nha. Rồi cái phần nâng cao thì mấy em gì? Mấy em sẽ thấy được cái phần nâng cao ở trong đây. Rồi, đó là cái phần học tập, phần student. Rồi phần game. Mấy em bấm vô phần game, mấy em thấy xuất hiện bốn trò chơi mà hồi nãy thầy nói. Đầu tiên là trò chơi bóng bóng. Nha. Vui lòng chọn cái nút để bắt đầu. Next. Được chưa? Rồi mấy em thấy bóng bóng nó trôi lên đây. Và ở đây nó có gì? Cái nút điểm số. Đây là số lần. Ví dụ chữ giờ nè. Đúng chưa? Mấy em nhập đúng chữ giờ. Chữ A. Mấy em nhập đúng chữ A. Nó mất. Ở hai cái thằng này màu khác nhau cho nên là tao nhập trước. Được chưa? Chữ K chạy lên trước, tao nhập chữ K. Chữ G. Chữ G. Đúng chưa? Chữ S. Vân vân. Như vậy ta nhập đúng thì nó sẽ nổi điểm bên đây. Đó. Này là nó trôi qua. Nó trôi qua thì mấy em thấy đây. Cái xịt là nó trôi qua. Trôi qua đúng 6 thằng. Ta sẽ thua. Rồi. Như vậy là ta đã game over, đã kết thúc. Như vậy cách trò chơi này là nó giúp cho mấy em luyện gõ rất là nhanh nha. Đây. Nó sẽ có gì? Nó có các cái trò chơi hướng dẫn ở trong này. Em còn có cái trò chơi thứ hai là trò chơi chữ cái. Bấm vô trò chơi chữ cái này mấy em thấy chữ cái nó xuất hiện gì? Theo thứ tự này. Ta gõ đúng chữ cái là nó sẽ mất và thời gian đó. Thời gian nó đi rất nhanh. Mấy em thấy thời gian này trôi ra quá nhanh. Do đó ta cần phải gõ theo đúng thứ tự này. Rồi trò chơi thứ ba là trò chơi đám mây. Trên trò chơi đám mây này nó sẽ chứa các từ. Mấy em gõ đúng các từ này nó sẽ đám mây này sẽ biến mất.
ta gõ sai thì đám mây nó trôi qua bên từ phải sang trái và nó mất. Được chưa? Trôi qua từ phải sang trái và nó mất. Và nó mất như vậy thì mấy em sẽ nó mất rồi thì nó sẽ nổi lên đây 6 lần. Và mấy em sẽ kết thúc trò chơi. Ta có thể chọn đám mây bất kỳ bằng cách là di chuyển phím Enter, phím Space để ta đến đám mây mà mình cần gõ. Đây, nó trôi qua. Ở đây nút đỏ nổi lên là cho phép ta được sai 6 lần. Đó là trò chơi đám mây. Thứ tư, đó là trò chơi gõ phím nhanh. Đây, nó rơi xuống. Nếu ta gõ đúng thì nó sẽ trôi mất nha. Khi nó trôi xuống dưới đây, tức là mấy em gõ không kịp là nó rơi xuống. Và nó rơi xuống 6 lần như vậy là nó đầy cái thùng này là ta thua nha. Rơi xuống 6 lần là ta thua. Đó là phương pháp chơi cái trò chơi. Như vậy là vì phần giới thiệu luyện tập thầy nói xong. Bây giờ thầy nhắc lại các khu vực bàn phím. Đây là bàn phím. Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng? Khu vực chính đây. Đúng chưa? Khu vực chính là nó có hàng phím này là hàng phím số. Hàng phím thứ hai là hàng phím trên. Hàng phím thứ ba là hàng phím cơ sở. Và hàng phím thứ tư là hàng phím dưới. Đây là phím cách. Như vậy ta có 4 hàng phím nha. Hàng phím số là hàng phím trên cùng. Hàng phím thứ hai là hàng phím trên. Sau đó là hàng phím cơ sở. Đến hàng phím dưới và hàng phím cách. Và ta lưu ý về cái hàng phím cơ sở. Đây là hàng phím cực kỳ quan trọng. Tại sao? Vì nó chứa hai cái nút gai. Hai cái nút gai là hai cái nút mà khi ta đặt gì? Khi ta đặt tay lên trên nó là gì? Hai ngón trỏ của ta đặt ở hai phím gai đó là phím F và phím gì? Phím G. Nha, phím F và phím G. Thì khi đó mấy em mới sử dụng được 10 ngón. Cổ tay phải thả lỏng. Cách đặt ngón tay lên hàng phím cơ sở là hai ngón tay trỏ phải đặt ở phím F và phím G. Mắt thì nhìn thẳng vào màn hình. Mỗi ngón tay gì chỉ gõ một phím số nhất định, một số phím nhất định. Như vậy là 4 quy tắc để đây lớp 6 ta học rồi, cho nên là thầy nhắc lại thôi. Hai ngón trỏ phải đặt ở hai cái nút phím gai. Mắt nhìn thẳng vào màn hình. Ngón tay gì mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím nhất định. Như vậy thì ta mới luyện gõ nhanh được ha. Ban đầu mấy em chưa quen, từ từ ta sẽ gõ nhanh được. Rồi, đó là gì? Cái nội dung cái bài thầy muốn nói hôm nay. Bây giờ thầy nhắc lại gì cách cài đặt chương trình Type Investor thì nó có 8 bước. Mấy em sẽ coi lại cái phần đó 8 bước để ta biết cách nha, đặt chương trình, cài đặt chương trình này để ta thực hành nha. Rồi, ta nhắc lại cái cách khởi động hình thức gõ với từng trò chơi trong Type Investor. Được chưa? Ta luyện gõ nhanh, thông qua đó ta cũng giải trí nữa nha. Rồi ta luyện gõ với các trò chơi đó đi. Rồi mấy em sẽ thấy nó có nhiều cái rất hay. Nó giúp bổ ích cho trò chơi của ta. Rồi về nhà nhớ xem lại nội dung bài. Thực hiện lại thao tác các trò chơi. Và xem trả lời câu hỏi cho thầy. Rồi, chuẩn bị bài cho tiết sau. Lưu ý là thực hiện cái bài tập theo đường link thầy đã cho. Rồi chào các em.